Mùa thu núi rừng thiếu đi mùa hè chăm chỉ không ngừng ve kêu cùng xanh biếc, nhưng lại thắng ở có lá rụng tĩnh mỹ. Đột nhiên, một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp từ tán cây ở giữa rơi xuống, để chân phấn nộn bàn chân hướng phía trong rừng nam tử đi tới, xếp bằng ở một mảnh trên đất trống hướng nguyên chậm rãi rơi lên đôi mắt, thẩm vị tu giải quyết, mê mơn thiên thụy đau, thanh âm của nàng rất là thanh thúy, một bên nói, cặp kia con người màu vàng ở một bên nhìn xung quanh bốn phía, hứa nguyên trả lời rất ngắn gọn, chết rồi, thiên diễn vô ý thức dừng lại bước chân, đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy kinh ngạc người giết hứa nguyên khuấy mắt nhảy lên không phải ta chẳng lẽ là người a à? thiên diễn đôi mắt đẹp mỉm cười hư nhẹ một tiếng đi đến hứa nguyên trước người nửa ngồi mà xuống thân thể nghiêng về phía trước vỗ vỗ bờ vai của hắn có tiến bộ ngay cả tổn thương đều không bị không sai không sai nhìn xem thiếu nữ động tác hứa nguyên trầm mặc hai giây bỗng nhiên khẽ cười một tiếng phụng về đến cực điểm bắt trước hắn ngửa đầu nhìn xem nàng thuận miệng nói ra ta quen thuộc hẳn diễn thiên quyết nhưng hắn chưa quen thuộc kiếm quyết của ta mà lại hắn lúc chiến đấu phân tâm cho nên hắn chết thiên diễn thu nạp váy ngồi tại bên cạnh hắn thanh tuyến thanh thủy yên tai lúc chiến đấu phân tâm là bởi vì thẩm vị tu truyền âm trong mũi truyền đến thiếu nữ trận trận hương thơm hứa nguyên gật đầu không sai biệt lắm thiên diễn nghe vậy thân thể có chút ngửa ra sau hai cái tay nhỏ chống tại sau lưng xuyên thấu qua tán cây nhìn về phía bầu trời cười tùng tìm nói ra vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta diễn thiên quyết chiếu thức sen tà tiết lộ đưa cho ngươi cơ hội đánh lén cũng là ta cho ngươi sáng tạo hứa nguyên ánh mắt cổ quái thiên diễn ngươi chừng nào thì như thế muốn mặt đây không phải cùng ngươi học mà thiên diễn liếc mắt nhìn hắn khỏe môi hơi câu thiên thụy chữ vào giới chỉ đâu hứa nguyên lập tức cảnh giác lườm nào một chút không tìm được mê mơ thiên diễn híp híp mắt thanh âm không vội không chậm làm bảo đáp ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc đem thiên thụy những chữ vật giao cho ta hứa nguyên hỏi nói bên cạnh mắt nhìn về phía thiên diễn ánh mắt mang tới một vòng xem kỹ thiên diễn một đôi mắt đẹp cong thành hai đạo óng ánh nguyệt nha thanh tuyến không thay đổi ta có thể dùng thẩm vị tu chữ vật giới chỉ cùng ngươi đổi hứa nguyên nhếch miệng cười thiên thụy làm giám thiên các thánh tử trong nhận chứa đầu ngoại trừ đại lượng chân quý tu hành tài nguyên còn có rất nhiều liên quan tới giám thiên các tin tức bí văn so với cái trước loại này mang không ra ao cảnh tài nguyên cái sau chân quý trình độ không cần nhiều lời nhưng liên quan tới những tin tức này bởi vì thời gian hứa nguyên vẻn vẹn chỉ nhìn một thứ đại khái mà những tin tức này thiên diễn làm giám thiên các thánh nữ là sẽ không cho phép hắn tiết lộ người trưởng thành đều giảng lợi ích ở đâu ra nhiều như vậy yêu đường não hứa nguyên lắc đầu cự tuyệt nếu như ta không nói gì thiên diễn liếc mắt nhìn hẳn thấp giọng cười nói loại tình huống này chứ ngươi dạy qua ta nên làm như thế nào ngươi muốn động thủ hứa nguyên cười nếu như ngươi không cho thiên diễn cười hứa nguyên cười lắc đầu người ta hiện tại thụ thương đều không nặng đánh nhau có thể sẽ tổn thương một cái thiên diễn nhìn chằm chằm hứa nguyên không quan trọng dù sao mị thần anh thụ mầm cũng lấy được từ thẩm vị tu chỗ đó biết đến Mê mơ, hắn đạo uẩn rất thích hợp đào mệnh, giết hắn phế đi điểm công phu, bất quá cũng là hỏi ra một chút tin tức, mị thần anh thụ hẳn là tại ngươi cái này. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Diễn nhìn mấy tức, từ tu di trong nhận đem gốc kia mị thần anh thụ mầm đem ra, rất lưu manh nói ra, đây là mị thần anh thụ, ngươi có thể nhìn xem rồi quyết định muốn hay không cùng ta động thủ. Thiên Diễn đôi mắt đẹp nghi hoặc hơi cảm ứng, sau một khắc, tiếu dung từ trên mặt của nàng biến mất, thanh tuyến cũng có chút dương lên, cái này, đây là mị thần anh thú. Đón ánh mắt của nàng, Hứa Nguyên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta rất xác định, nó chính là mị thần anh thụ, mặt trời lặn thời gian đã tới, dần dần ngã về tây ánh nắng xuyên thấu qua tán cây, đem trong rừng hết thảy nhuộm đỏ, bao quát thiếu nữ cặp kia mắt vàng. Nàng nhìn trong chọc vào trước mắt cái này gốc trượng dài không đến cây giống, vì cái gì? Vì cái gì không có hồn ý ba động? Hứa Nguyên cười cười, thấp giọng nói, cũng là có, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, chỉ bất quá ba động rất nhỏ, ha ha. Thiên Nhã nghe nói như thế, lập tức trở về mắt trừng mắt liếc hắn một cái loại trình độ này hồn ý ba động làm sao có thể là đầu nguồn ngươi bây giờ còn có tâm tư nói đùa quen thuộc hứa nguyên cười khoát tay áo sinh hoạt luôn luôn muốn qua đi xuống cái này huyễn cảnh bên trong phát sinh ngoài ý muốn cũng thật nhiều thiên diễn hồng hộc thở dốc hai tiếng bỗng nhiên bên cạnh mắt hứa trường thiên không phải là ngươi ta cảnh cáo ngươi đừng cố tình gây sự a à. hứa nguyên không lạnh không nhạt lườm nào một chút thiên diễn nâng lên mảnh khảnh món trỏ đặt ở ra ở giữa khe cắn ánh mắt có chút hỗn loạn cũng đúng ngươi hẳn là không thời gian giấu thứ này nhưng nếu không phải đầu nguồn không phải mị thần anh thụ này sẽ là cái gì đây không có khả năng a à. chỉ cần là huyễn cảnh liên tuyệt đối sẽ có đầu nguồn nói đến đây thiên diện con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hứa trường thiên người giết thiên thụy thời điểm cảm ứng được cảm ứng được hứa nguyên trực tiếp đánh gãy thiên diễn cùng người thông minh nói chuyện thật rất sùng ít sức yên tĩnh một cái trước mắt thiên diện mắt ngậm trần chờ, người xác định cũng cảm ứng được hứa nguyên thở dài cả người trực tiếp ngửa ra sau ngồi phịch ở lá dụng cành khô phía trên Đúng vậy à, cái này mị thần anh thủ huyễn cảnh của niên cổ quái. Anh, thế mà có thể đem đầu nguồn phân tàn đến mọi cái huyễn cảnh nhân vật trên thần, trách không được cái này huyễn cảnh người có thể đối với chúng ta hành vi tiến hành phản hồi. Nói đến đây, nằm dưới đất hứa nguyên lườm thiên diễn một chút, cho nên ta bên này đề nghị là giữa chúng ta nội đấu tạm hoãn, trước tiên đem hiện tại vấn đề giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện hưu vấn đề gì? Thiên diễn. Hứa Nguyên bỗng nhiên sai người ngồi dậy, từng chữ nói ra, "Thiên diễn, chúng ta đến chạy ra quỳnh hoa giới." Thiên diễn trầm mặc, nửa ngày nàng ngước mắt nói ra mặc dù thiên thụy cùng thẩm vị tu hai người là chúng ta giết nhưng lần này tập kích là bọn hắn phát khởi hứa nguyên thở dài xuyên thấu qua tán cây nhìn xem dần dần lờ mờ đi xuống bầu trời tiếng nói ngắn gọn vô dụng thiên diễn nhiều nhếu may, nhìn xem nằm dưới đất nam tử người như thế chắc chắn quỳnh hoa tông sẽ đem chúng ta giao ra hứa nguyên lắc đầu thấp giọng nói ra này cũng không đến mức quỳnh hoa tông tốt xấu cũng coi là cái đại tông môn nhục nước mắt chủ quyền sự tình đại khái suất sẽ không làm chỉ ít tại ngoài sáng bên trên sẽ không hai người bọn họ cơ hồ có thể nói là vô hại giết đạo cung thủ tịch cùng giám thiên các thánh tử sức chiến đấu cỡ này thiên phú đặt ở cái gì trong tông môn đều là bảo bối bên trong bảo bối càng có thể huống hai người bọn họ tại thẩm vị tu không kiêng nề gì cả thời điểm đứng ra đánh giết đối phương nói thế nào cũng coi là quỳnh hoa tông anh hùng nhưng nói đến đây hứa nguyên dường một cái chớp mắt liền lại nhếch miệng cười nói lấy người thông minh không khó lắm suy đoán cái này quỳnh hoa cao tầng bên trong gia nội ứng á mê mơ thiên diễn gật đầu ánh mắt có chút không hiểu hơi trần chờ hỏi ngươi muốn nói cái gì xem ra ngươi còn chưa đủ thông minh hứa nguyên nhếch miệng thiên diễn thanh thuần khả nhân khuôn mặt kéo ra nằm đầm nắm chặt đối mặt hai giây hứa nguyên đập chặt lưỡi ếch ngươi thật không có chút nào đáng yêu ngươi muốn chết liền nói rõ thiên diễn đạp hắn một cước hứa nguyên thở dài nâng lên hai ngón tay tại thiên diễn trước mặt lung lay kỳ thật ta muốn nói rất đơn giản cao tầng gia nội ứng loại sự tình này sẽ chỉ có hai loại tình huống hoặc là thuyền nhanh chìm lại không nhảy thuyền liền phải đi theo thuyền cùng một chỗ bị chết đuối hoặc là thu hoạch lợi ích lớn hơn bán đồ vật chỉ ít đứng tại nội ứng góc độ lợi ích lớn hơn nỗ lực thiên diễn Ngươi cảm thấy quỳnh hoa tông là loại tình huống nào từ sau thấy hiện thực hiệu quả đến xem Mị thần anh thụ chi tại quỳnh hoa tông cơ hồ giống như là kiếp trước phản ứng tổng hợp hạn nhân kỹ thuật chi với quốc gia cao tầng bán tông có thể nhưng bán loại trình độ này đồ vật vậy thì có điểm không hợp thói thường mặc dù hứa nguyên cảm thấy đám kia nội đấu quỳnh hoa cao tầng rất ngu nhưng làm sao cũng không có khả năng ngốc đến mức loại tình trạng này thiên diễn mắt lộ suy tư từng cái tin tức trong đầu xoay quanh sau một lúc lâu nàng nhẹ giọng nói ra ngươi là muốn nói quỳnh hoa cao tầng không biết mị thần anh thụ cần ngữ sơ thể chất mới có thể mở ra đúng thế hứa nguyên mỉm cười gật đầu đại khái suất là mị thần anh thụ cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật bên trên có khóa mà làm nội ứng quỳnh hoa tông cao tầng phát hiện điểm này nhưng lại không biết cái này khóa cần dùng ngữ sơ thể chất đến mở ra cùng hắn dạng này không bằng dùng thứ này đem đổi lấy một chút tính thực chất lợi ích nói hứa nguyên chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân quỳnh hoa cao tầng chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta động thủ vạn năm sau một người thành anh một người thành đỉa cố định sự thật thiên thụy cung thẩm vị tu tập tích quỳnh hoa tông cao tầng hai cái giữa hệ phải xấu xí sắc mặt càng đừng đề cập còn có một hàng đơn vị quyền cao nặng đôi ứng ẩn tàng ở giữa các loại tin tức tập hợp mặc dù bây giờ huyễn cảnh bởi vì hai người mang tới hiệu ứng hồ điệp biến động rất nhiều nhưng vẫn như cũ không khó suy đoán vạn năm trước phát sinh sự tình cảnh hách cùng ngữ sơ từ trong tập kích may mắn còn sống sót xuống dưới lại bảo vệ mị thần anh thụ khả đạo cung cùng giám thiên các hai vị thiên tài phát động lần này tập kích Quỳnh Hoa cao tầng cũng biết ngữ sơ thể chất đặc thù, bởi vì chuyện này, tông môn đỉnh lấy giám thiên các cùng thái thanh đạo cũng áp lực đem hai người bảo đảm xuống dưới, bởi vì chuyện này, nữ sơ thành thành nữ mà cảnh hách trở thành chân truyền. Sau đó, tại tương lai một ngày nào đó, vì tông môn hưng thịnh, hai người bị cùng nhau huyết tế mị thần anh thụ, đang trầm mọc bên trong, trời chiều dần dần ảm đạm, núi rừng trở nên một mảnh đen kịt. Thiên Diễn nhìn xem Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn bao lâu sẽ động thủ? Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, nói, có thể là tại đưa ngươi phong làm thành nữ cùng ngày, cũng có thể là tại mấy năm sau, thậm chí mấy chục năm sau. Thiên diễn nghe hắn cái này nói cùng không nói đồng dạng lời nói, hít một hơi thật sâu. Chạy ra cái này Quỳnh Hoa giới, ngươi có biện pháp ba à? Thiên Thụy có lưu đường lui, Quỳnh Hoa cao tầng bên trong cái kia nội ứng cho hắn cung cấp một chỗ mẫu nhiên truyền tống trận vị trí, chúng ta có thể mượn dùng. Vậy đại khái là lúc trước được thánh nhân tàn hồn hỏi qua bí mật của hắn điểm truyền tống, kết trước trong thương nguyên không có phát hiện, ngược lại là ở đây huyễn cảnh có ích loại phương thức này phát hiện chúng ta đi thôi thiên diễn quyết định thật nhanh hứa nguyên bỗng nhiên nhìn xem nàng cười nói làm sao không đoạt thiên thụy tu di giới rồi thiên diễn nhấc chân nghĩ đạp nhưng bị hứa nguyên tránh thoát thu hồi phấn nộn chẳng nón chân ngọc thiên diễn vẩy lên mái tóc không cần đưa người lên thiên thụy cái này tu vi cũng tiếp xúc không đến chuyện quan trọng gì giỏi thay đổi nữ nhân thiên diễn hứa nguyên không để ý tầm mắt của nàng nhìn thoáng qua nhà mình để phương hướng hỏi uy ngươi muốn về nhà cầm đồ vật à? thiên diễn cũng đứng lên giận hắn một chút đeo loại thời điểm này con lấy cái gì hứa nguyên liếc nhìn một chút thiên diễn trên thân cái này cháy đen chiến tổn già người xác định giống như cần anh đi thôi chúng ta không kèm cái này hai khắc đồng hồ hai người về nhà đóng gói tốt đi đương hành lý một đường phi nhanh đến mái vòng cung cổng vào thời điểm lại phát hiện nơi này hỗn loạn một mảnh khi thế bằng bạc bạch ngọc cùng trước cửa tô giả lui tới nguyên khí dung chuyển mà tại trong đám người này hứa nguyên thậm chí thấy được một tên nhất phẩm thuế phan thực quyền trưởng lão Nhìn thấy một màn, hướng nguyên cùng thiên diễn trong lòng đều là run lên. Bất quá cũng may những này hỗn loạn cũng không phải là bởi vì thiên thụy cùng thẩm vị tù chết, mà là bởi vì hướng nguyên hôm nay vừa từng có gặp mặt một lần người quen biết cũ. Tiêu kiến nhẹ, hắn đường chạy, cầm tới nhị trưởng lão cam kết Phật tư qua đi liền trực tiếp đường chạy, mượn di vãng khiêm tốn tích lũy súng nhân tế hình ảnh. Hắn đen trong coi truyền tống trận cửa một tên tam phẩm chấp sự trưởng lão cùng hai tên hạch tâm đệ tử cùng một số nội môn đệ tử không có chút nào phòng bị độc chết, cũng trực tiếp thông qua mái vòng cung cửa cung truyền tống trận hướng ngoại giới đợi đến người khác phát hiện mái vòng cung cửa trình biến cố tiêu kiến nhẹ đã trốn gần nửa canh giờ đến đi đường đều có thể gặp được đồng hành bất quá khi biết tin tức này thời điểm hứa nguyên thật không có chút nào kinh ngạc tài nguyên đầu to cho hết nhà mình dòng chính dòng dõi sinh tử đánh cực loại này liều mạng sự tình liên buộc người khác bên trên cái này đổi ai ai không chạy chỉ bất quá kia tiêu kiến nhẹ thật có thể chạy mất ngược lại để hứa nguyên có chút ngoài ý muốn người này có chút bản sự bất quá cũng là nắm vị này tiêu kiến nhẹ châu ngọc phía trước phúc quỳnh hoa tông bên trong phần lớn lực chú ý đều chuyển rời đến bí cảnh lối đi ra truyền tống trận nơi đó hắn cùng thiên diễn chạy trốn đến tận đầu tận đâu kế hoạch ngược lại là thuận lợi rất nhiều trong cung ứng phó một chút người quen qua đi hứa nguyên cùng thiên diễn thuận lợi đi tới mục đích chân hoa điện phía sau núi cầm thiên thụy tu di trong nhẫn lạnh bài hứa nguyên hơi cảm ứng về sau đưa tay vung lên ông đến một mảnh ẩn nấp trận pháp thoáng qua hiện lên ở hai người quanh thân rót vào nguyên khí khởi động rất nhanh một đạo đen nhánh truyền tống môn liền xuất hiện ở hai người trước mặt đứng lặng một lát hoang cảnh bốn phía yên tĩnh một mảnh gió thổi rừng cây vang xào sạt mơn trớn nàng để đeo lọn tóc hắn hướng về nàng đưa tay ra đến chúng ta đi thôi nàng liếc qua tay của hắn giữ im nặng đen tay nhỏ đưa cho hắn hứa nguyên lôi kéo thiên diễn liền cắt đốc một bên trong đi đến mà lúc này sau lưng thiếu nữ bỗng nhiên nói ra uy cái gì ngươi hẳn phải biết hiện tại ngươi đang làm cái gì à nàng hỏi hiện tại đào tẩu quỳnh hoa tông sẽ không lại giúp bọn hắn đứng vững đến tử giám thiên các cùng thái thanh đào cung áp lực tương phản quỳnh hoa tông sẽ phái người đuổi giết bọn hắn mà lại mặc kệ là bởi vì mị thần ánh thụ hay là bởi vì thiên thụy cùng thẩm vị tu giám thiên các cùng thái thanh đạo cung hai cái thế lực bá chủ cũng sẽ phái người truy sát hơi trầm mặc hướng nguyên cong mắt cười một tiếng lôi kéo nàng nói yên tâm thế giới này rất lớn đủ chúng ta giấu ngớ ngẩn ếch, chuyên công trong điện hoàn toàn yên tĩnh mái vòng phía trên lỗ rách bên trong hướng vào phía trong vầy xuống lấy trận trận ánh nắng hướng nguyên mở ra đóng chặt con người hiện thực truyền công điện giữa không trung đẹp nữ tử an tĩnh xếp bằng ở tại băng vân trên bậc, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chăm phía dưới, từng mảnh từng mảnh hư áo hoa anh đào tạo thành biển hoa trên dưới phiêu diêu. So với lúc trước nữ tử áo đỏ đạo trường cũng chỉ lớn không nhỏ, toàn bộ truyền công điện đường đều là hắn phạm vi bao phủ, đã cách trở ngoại dưới hết thảy tìm kiếm, chăm chú nhìn nửa ngày, nhiễm thanh mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt, Chém bị thần anh thụ bản thể, đi chạy đến nơi đây trợ giúp hứa nguyên, kết quả vừa mới khởi động truyền tống trận, liền phát hiện cái này truyền công điện trong đường đã bị mảnh này biển hoa bao phủ không có mạo hiểm sử dụng truyền tống trận dùng băng vân giai bỏ ra hai khắc đồng hồ thời gian đã tìm đến nơi đây lại phát hiện lần này phương trong biển hoa đều là mị thần anh thụ khí tức phía dưới tán phát mị thần khí hơi thở để nàng không có hành động thiếu suy nghĩ lặng lặng ngồi trên bầu trời một bên tu hành một bên chờ đợi nhưng cái này vừa chờ chính là hai tuần bất quá tại hôm nay phía dưới hoa anh đào biển hoa phát sinh một chút biến hóa Nhẫn thanh mặc một đôi đen nhánh con người ánh mắt lấp lóe nàng cảm ứng được mảnh này biển hoa khí tức giống như tại trở thành nhạt hơi do dự nhiễm thanh mặc đem chính mình hắc kiếm từ tu di trong nhẫn lấy ra điểm điểm máu la mu quang dần dần tại hắc kiếm liền mặt nổi lên thời gian từng giây từng phút trôi qua mà nhiễm thanh mặc cảm ứng không có sai giấy lát một lát kia rực rỡ trói lọi hoa anh đào quần lạc liền dần dần bắt đầu trở thành nhạt truyền công điện bên trong sau khi tỉnh lại ánh vào hứa nguyên tầm mắt chính là một mảnh trói lọi hoa anh đào biển hoa nhìn chăm chăm những này dần dần tiêu tán hoa anh đào hứa nguyên sững sờ xuất thần con người đen nảnh chưa thể tập trung hắn giống như trong giấc mộng một cái rất dài rất dài mộng cũng không phải là một tháng, cũng không phải một năm, có lẽ có mười năm, nhưng có lẽ càng dài, tóm lại cái này mộng thật rất dài. Trong mộng một chút mảnh vỡ hóa chi tiết ta nhớ không trần thiết, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ khi hắn thành vạn năm tuế nguyệt trước Quỳnh Hoa Tông bên trong một tên gọi cảnh hách đệ tử. Ngư sơ so cảnh hách cảnh hách, Quỳnh Hoa Tông bên trong người đều là gọi như vậy hắn. Bởi vì một chút nguyên nhân, hắn từ Quỳnh Hoa Tông đường chạy, cùng thiên diễn kia ván dặn đồ thành nữ cùng một chỗ chạy trốn. Quỳnh Hoa giới ngoại cũng không phải là hư vô, mà là một mảnh phồn thịnh thiên hạ đi đường thời gian cũng không dễ vượt qua, thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai. Hứa Nguyên đề nghị cùng đi rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư, hai người tìm một cái dựa vào núi, ở cạnh sông khe núi ở một tháng, thiên diễn liền nói cho bọn hắn lấy đi. Giám thiên các, có thể thôi diễn ra hai người vị trí, mà sự thật chứng minh thiên diễn là đúng, bởi vì mị thần anh thụ, giám trời, quỳnh hoa, đạo cung tam phương thế lực đối bọn hắn truy sát từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua, nhất là giám thiên các kia đáng ghét thôi diễn năng lực bất quá cũng may có thiên diễn cái này dám thiên các nội ứng có thể đối hắn làm ra ứng đối thiên diễn đối với diễn thiên quyết quen thuộc khiến cho hai người có thể tại một lần lại một lần trong đuổi giết hiểm tượng hoàn sinh tuyết sơn bãi cỏ sa mạc u cốc hải đảo bị đuổi giết thời gian phảng phất không có cuối cùng trên đường đi bọn hắn gặp rất nhiều người cũng nhìn được rất nhiều chuyện hiểu rõ lúc trước nguyên khí sóng chiều lúc tông môn thiên hạ có thể như vậy phồn thịnh bất quá huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh có nhiều chỗ phồn thịnh như hiện thực nhưng có nhiều chỗ lại là trồng rỗng không cách nào tiến lên tội như là kết trước trong trò chơi gặp phải tường không khí như là đại mộng mới tỉnh lúc trong đầu một mảnh bột nhão hứa nguyên xuyên thấu qua cung điện mái vòng lỗ lớn nhìn chăm chăm phía ngoài trời xanh tư duy có chút hơi chậm một chút trệ phảng phất một cái chớp mắt phảng phất vĩnh hằng hứa nguyên dần dần ý thức được một sự kiện hẳn giống như đã từ huyễn cảnh bên trong ra tuy nghĩ thế hứa nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía nhìn thấy cái này quen thuộc vừa xa lại truyền công đại điện hứa nguyên không khỏi đưa tay che mặt trầm thấp khẽ nở nụ cười hắn cuối cùng từ cái kia đáng chết huyễn cảnh ra theo vòng quanh quanh người hắn hoa anh đào triệt để tán đi xuyên thấu qua khe hở ánh mắt của hắn bị một đạo từ mái vòng nỗ lớn bay thấp bóng hình xinh đẹp hấp dẫn ông mảnh này về xuống trong ánh nắng nàng cầm kiếm mà rơi như là trích tiên hàng thể ống tay áo bồng bình, đứng tại bên cạnh hắn là nhiễm thanh mặc nhìn thấy cái này quen thuộc vượt xa lạ lớn tảng băng hướng nguyên triệt để xác nhận chính mình thật ra dù sao vạn năm trước nhưng không có lớn tảng băng nhân vật này thu liễm suy nghĩ hướng nguyên ngước mắt nhìn về phía nhiễm thanh mặc lại phát hiện nàng cũng không có nhìn hắn mà lại nhìn chòng chọc vào chuyển công điện đường tiền điện thuận ánh mắt của nàng nhìn lại hứa nguyên thấy được một vị đôi mắt đẹp đóng chặt cung trang chân trần thiếu nữ giờ phút này nàng quanh thân bị từng tầng từng tầng màu vàng kim màng ánh sáng bao vây lấy so với huyễn cảnh bên trong thuận chữ chân môn bây giờ trước mắt cái này mà ánh sáng mặt ngoài màu vàng kim đường vân trận trận lưu chuyển rõ ràng không thể so sánh nổi nhìn thấy một màn này hứa nguyên vô ý thức muốn cười nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tiểu dung cứng đờ hắn ý thức được chính mình đến đường chạy nơi này đã không phải là huyễn cảnh nhiễm thanh mặc ngoại giới thời gian qua bao lâu nhiễm thanh mặc nhẹ nghi một tiếng ánh mắt vẫn như cố cảnh giác nhìn chằm chằm kia nhắm mắt cung trang thiếu nữ nhẹ giọng trả lời hai tuần tả hữu mới hai tuần nghe được tin tức này hướng nguyên nhiều nhiều mày không khí an tĩnh một cái chớp mắt mà tại cái này an tĩnh thời khắc hắn cùng nhiễm thanh mặc dưới thân truyền tống trận đài bỗng nhiên bắt đầu tự động bổ sung năng lượng là thánh nhân tàn hồn một bên tự giác điều khiển truyền tống trận thánh nhân tàn hồn một bên từ hồn dưới bên trong bay ra rất nhiều huyễn cảnh như hoàng lương nhất mộng, một giấc chiêm bao trăm năm đều thuộc bình thường. hứa nguyên từ chối cho ý kiến, việc này trong lòng của hàn sớm đã có đoán trước. lê qua nhiễm thanh mặc trong tay kia bao hàm hàn quang hắc kiếm, hứa nguyên bỗng nhiên lên tiếng nói, nhiễm thanh mặc, thanh kiếm quyết tản đi đi. nhiễm thanh mặc bên cạnh mắt lưng mắt nhìn hàn, ánh mắt nghi hoặc. vì cái gì? hứa nguyên lắc đầu, trả lời rất đơn giản, vô dụng, chúng ta chỉ có thể chạy tại huyễn cảnh bên trong sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy đừng nói át chủ bài thiên diễn cái này ván dặn đồ thánh nữ quần lót là dạng gì đều bị hắn mo được rõ ràng nhiễm thanh mặc nghĩ vượt cấp giết thiên diễn hẹn tương đương vượt cấp giết hứa trường ca nghe nói như thế một bên thánh nhân tàn hồn bỗng nhiên hết cười một tiếng hứa tiểu tử vì cái gì cái này thiên diễn còn không có tỉnh hứa nguyên trong đầu vô ý thức hiện lên huyễn cảnh bên trong sau cùng thời tiết lắc đầu thấp giọng nói ngữ sơ tặng cho ta lễ vật lễ vật thánh nhân tàn hồn nhíu mày hứa nguyên hơi trầm ngâm đơn giản khái quát nói hoàn thành nàng tấm nguyện tại áo cảnh cuối cùng nàng cho ta cùng thiên diễn lặp lại năm đó quỳnh hoa tông hủy diệt sự tình tại yêu cầu của ta hạ cũng hứa hẹn để cho ta trước tỉnh lại cho ta cơ hội đào tàu thánh nhân tàn hồn đôi mắt lấp lóe một lát xem ra ngươi tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ xem như thế đi hứa nguyên mỉm cười dừng một chút thánh nhân tàn hồn lại hỏi không gì hơn cái này nói đến tiểu tử ngươi có huyễn cảnh bên trong ký ức hứa nguyên nhẹ gật đầu có nhưng rất mơ hồ giống mộng cảnh cái này rất kỳ quái sao thánh nhân tàn hồn nghe vậy trầm mặc một lát ngữ khí yếu ớt kỳ quái cũng không kỳ quái bắt quá nghi đến hẳn là kia mị thần anh thụ thụ linh là nghĩ đưa người một trận cơ duyên hứa nguyên giọng mang bất đắc dĩ đúng là cơ duyên nhưng cũng là sinh tử kiếp khó ngô sơ kéo ta cùng thiên diễn đi vào của thận là muốn đen chúng ta giết nào muốn giết người tan hồn hứa nguyên phun ra một cái thánh nhân tàn hồn rất có bóng ma từ ngữ thánh nhân tàn hồn khỏe mắt nhảy lên tan hồn hứa nguyên giải thích cái này quỳnh hoa tông cùng ngươi nói đúng là mị thần anh thụ hủy diệt Bất quá là năm đó Quỳnh Hoa Tông mấy vị kia thánh nhân trước khi chết cùng ngữ sơ tan hồn, gieo để hắn thủ hộ Quỳnh Hoa Tông chấp niệm, cho nên nàng đen ta cùng thiên diện kéo vào huyễn cảnh, đúng là muốn giết chúng ta. Bất quá nàng một cái khác càng sâu chấp niệm đã cứu chúng ta. Càng sâu chấp niệm, cùng cảnh hách cùng nhau sống sót, ta cùng thiên diễn thành cảnh hách cùng nàng, đồng thời sống đến nàng cùng cảnh hách bị huyết tế về sau. Dạng này à, thánh nhân tàn hồn có chút thổn thức, chợt thấp giọng hỏi, nhưng vì sao lão phu không có bị kéo vào đi? bởi vì nàng quá hư nhược cho dù tự bạo bản thân loại kia huyễn cảnh nàng cũng chỉ có thể kéo vào hai người thánh nhân tàn hồn yên tĩnh một cái chớp mắt cười hỏi tiểu tử ngươi tại kia huyễn cảnh bên trong hẳn là gặp được không ít hữu dụng sự tình á trong đầu nhỏ vụn huyễn cảnh ký ức vẫn như cũ mơ hồ hứa nguyên không có nhiều lời mà là thúc giục nói nhất thời nói không rõ ràng mà lại rất nhiều cũng không nhớ rõ chúng ta đi trước đi một hồi thiên diễn tỉnh khả năng liền đi không được thánh nhân tàn hồn nhíu mày tại không thể đo người người trên thân thiết hạ nêu điểm trước đó giám thiên các thánh nữ hẳn là sẽ không động thủ giết người ta biết hứa nguyên đánh gãy thánh nhân tàn hồn sắc mặt có chút cổ quái không giết không có nghĩa là không thể động thủ mà lại nói hứa nguyên lết qua bên kia đôi mắt đẹp nhắm mắt thiếu nữ tại huyễn cảnh bên trong ta đen nàng khi dễ đến có chút hùng ác ngươi tiểu tử là thiên diễn đối thủ không còn tu vi cái chủng loại kia khi dễ thánh nhân tàn hồn sửng sốt một cái chớp mắt chật khuế môi lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung bên cạnh mắt liếc qua nhiễm thanh bằng một chút Nhiễm thanh mặc chớp mắt một cái, nghiêng đầu một chút. Thế nào, anh, không có gì. Thánh nhân tàn hồn khẽ cười một tiếng, dây lát ở giữa. Truyền tống trận pháp khởi động, ba người thân ảnh biến mất không thấy. Truyền công điện bên trong khôi phục tĩnh mịch về sau, thời gian tại cái này tuyên cổ bất biến trong cung điện phảng phất không có tiêu chuẩn. Không biết qua bao lâu, đỏ nhạt cung trang thiểu nữ, chậm rãi mở mắt. Huyễn cảnh bên trong bề bộn ký ức dùng tới não hải, nàng cái kia kim sắc con người có vẻ hơi mơ hồ. Cung hứa nguyên khác biệt, diễn thiên thần hồn có thể khiến nàng nhớ kỹ huyễn cảnh bên trong đại bộ phận sự tình mơ hồ ở giữa đào vong trên đường một màn kia màn không ngừng hiển hiện lên não biển yên lặng mấy tức ông đến một trận gió lốc từ nhỏ nữ quanh thân khuếch tán mà đi đứng ở mặt đất một thước màu đỏ nhạt váy xuê bị phong áp thổi đến bay phất phới thiếu nữ thanh thuần tuyệt lệ khuôn mặt nhỏ mang theo dị dạng đỏ ửng một đôi trong mắt lại là hàn quang lấp lề tứ phương nàng đang tìm người tại phát hiện trong điện đã không có một ai về sau thiếu nữ xấu hổ giận giữ vung tay áo bào vương bát đàn oanh Đại điện ngọc thạch tường gạch phía trên lập tức bị nàng cho hạt giận giống như anh ra một cái động lớn, không hộc thở dốc rất lâu. Thiên Diễn chậm rãi rơi vào trên mặt đất, đôi bàn tay trắng như phần nắm rất chặt. Hỗn đản đừng, đừng để ta bắt lại người. Nói xong, Thiên Diễn liền ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trong cơ thể nàng mị thần hoa độc cùng thiên dục mị độc dược hiểu vẫn như cũ còn tại.